Chào các bạn sinh viên Y4, hôm nay chúng ta sẽ học bài viêm phổi ở trẻ em. Đầu tiên, chị muốn cho các bạn biết là lý do tại sao chúng ta phải học bài này. Thì chúng ta biết viêm phổi là kẻ giết người số 1 trong các nguyên nhân mà bệnh lý nhiễm trùng, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi, viêm phổi gây ra chết 1 trong 6 đứa trẻ tử vong do viêm phổi vào năm 2015. 16% trẻ em dưới 5 tuổi bị viêm phổi, dưới 5 tuổi tử vong là do viêm phổi. Mặc dù từ năm 2000 cho đến năm 2015, tử suất do viêm phổi đã có giảm tới gần một nửa, tuy nhiên tốc độ giảm vẫn còn rất là chậm. Chính vì nguyên nhân mà viêm phổi là một gánh nặng về sức khỏe và gánh nặng tử vong ở trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi, vì cái tầm quan trọng của viêm phổi. Do đó, việc chẩn đoán và điều trị viêm phổi hiệu quả là nguyên nhân đặt ra hàng đầu dành cho các bác sĩ nhi khoa, đặc biệt là bác sĩ nhi khoa chuyên về hô hấp. Vì sinh viên Y4 sẽ không có quay lại học hô hấp nhi trong các năm sau của đại học, nên chị đặt ra mục tiêu học tập cho các bạn rất nhiều, bao gồm cả việc hiểu về cơ chế sinh bệnh học của viêm phổi, việc chẩn đoán và điều trị được viêm phổi cộng đồng ở trẻ em. Mục tiêu học tập của các bạn như sau: sau khi học xong bài này thì sinh viên phải có khả năng trình bày được đặc điểm dịch tễ viêm phổi cộng đồng ở trẻ em, phải phân tích được những yếu tố thuận lợi và yếu tố nguy cơ gây viêm phổi cộng đồng ở trẻ em. Các bạn phải giải thích được sinh bệnh học của viêm phổi, có khả năng chẩn đoán và xác định được độ nặng của viêm phổi cộng đồng ở trẻ em. Các bạn có biết được nguyên tắc điều trị được một trường hợp viêm phổi cộng đồng dựa trên nguyên nhân gây bệnh. Các bạn có khả năng giáo dục và chăm sóc phòng bệnh viêm phổi cộng đồng ở trẻ em. Đầu tiên định nghĩa, thì viêm phổi cộng đồng được định nghĩa đó là viêm phổi xảy ra trên trẻ đang khỏe, bị nhiễm bệnh từ cộng đồng, tức là ngoài môi trường bệnh viện, hoặc xuất hiện trong vòng 48 giờ đầu nhập viện. Về đặc điểm dịch tễ, thì viêm phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em dưới 5 tuổi. Như chị đã nói, mặc dù nhờ chủng ngừa, tỷ lệ tử vong do viêm phổi có giảm đáng kể, nhưng tốc độ giảm vẫn còn chậm và tỷ lệ mới mắc viêm phổi vẫn còn cao. Chúng ta có thể nhìn trên biểu đồ về tỷ lệ mới mắc viêm phổi ở trẻ em dưới 5 tuổi. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, thì chúng ta thấy Việt Nam chúng ta nằm trong hàng rất tương đối cao với tỷ lệ viêm phổi mới mắc là 0,31 đến 0,4 trên một trẻ nhân năm. Và viêm phổi có thể xảy ra quanh năm, thường nhất là vào mùa lạnh hoặc vào mùa mưa. Viêm phổi là một bệnh lây nhiễm với tốc độ lây nhiễm cao, chủ yếu lây nhiễm thông qua các giọt trực tiếp của đường hô hấp. Như vậy, một đứa trẻ nào thì sẽ có nguy cơ hoặc là dễ bị viêm phổi hơn đứa trẻ khác? Chúng ta sẽ xét tới yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài. Yếu tố bên trong có nghĩa là yếu tố nội tại của em bé, thì là nếu em bé đó là một trẻ sinh non, nhẹ cân, suy dinh dưỡng, chủng ngừa không đầy đủ, suy giảm miễn dịch, có bất thường về cấu trúc và chức năng của hệ hô hấp, có những bệnh lý kèm theo như trào ngược dạ dày thực quản, tim bẩm sinh có tăng tuần hoàn phổi, có chấn thương nằm một chỗ, hạn chế vận động, bị gây mê hoặc là hít. Hít này có thể là hít khí độc, hít này có thể là hít sặc đồ ăn trong quá trình đứa trẻ ăn, bú, hoặc hít này có thể là vi hít dịch trào ngược dạ dày thực quản. Xét về yếu tố bên ngoài thì người ta thấy rằng có các yếu tố làm tăng nguy cơ bị viêm phổi ở trẻ như là môi trường sinh hoạt và sống đông đúc, ô nhiễm, thời tiết lạnh, hoàn cảnh kinh tế xã hội thấp, trẻ tiếp xúc với khói thuốc lá, tiếp xúc với người đang nhiễm trùng hô hấp hoặc là gia đình không biết cách chăm sóc trẻ tốt. Như vậy, sinh bệnh học của viêm phổi là gì? Viêm phổi được định nghĩa là một tình trạng viêm nhu mô phổi. Nhu mô phổi đây được bao gồm cả phế nang và mô kẽ, và có thể kèm theo viêm tiểu phế quản lân cận. Tình trạng viêm phổi này có thể được xảy ra do nhiễm trùng hoặc do chất kích thích. Nhiễm trùng ở đây bao gồm cả nhiễm vi sinh, nhiễm siêu vi, nhiễm vi khuẩn, nhiễm ký sinh trùng hoặc nhiễm nấm. Làm sao mà một tác nhân đi vào trong hệ hô hấp và gây ra bệnh được? Nó là sự mất cân bằng của sự ưu thế, tức là xâm nhập của tác nhân gây bệnh, và sự yếu thế, tức là cơ chế đề kháng của đường hô hấp chúng ta bị giảm.
Sự xâm nhập của tác nhân gây bệnh có thể xảy ra như sau, tức là siêu vi sẽ lây từ người mang mầm bệnh, chẳng hạn như là tác nhân virus hô hấp hợp bào chúng ta học trong bài viêm tiểu phế quản, hoặc các vi khuẩn thường trú ở vùng mũi hầu, hoặc là ở trong môi trường sống của chúng ta, hoặc là có thể hít những cái hóa chất từ không khí hoặc là từ những dịch chúng ta hít vào đường thở. Và khi có tác nhân gây bệnh xâm nhập vào trong hệ hô hấp, nhưng cơ chế đề kháng của hệ hô hấp bao gồm hàng rào cơ học và cái hệ miễn dịch tế bào, miễn dịch dịch thể tại hệ hô hấp bị suy giảm, sự đối lập, mất cân bằng, sự ưu thế của tác nhân gây bệnh và sự yếu thế của sự đề kháng của đường hô hấp làm cho chúng ta bị viêm phổi. Thì cái dạng lâm sàng mà đặc trưng nhất của viêm phổi đó là viêm phổi thùy, và biểu hiện trên dạng phổ bệnh đó là tình trạng đông đặc phổi, tức nghĩa là biểu hiện bằng phế nang sẽ chứa đầy dịch viêm, sự thấm nhuận của các tế bào viêm đó là các bạch cầu, các mảnh vụn tế bào tham gia vào quá trình đáp ứng viêm của cơ thể tại tại vùng cái phế nang và mô kẽ này. Và chính vì sự tổn thương phế nang này, sự đông đặc của phế nang làm cho cái chức năng trao đổi khí tại phổi bị suy giảm, dẫn đến tình trạng giảm đeo hai máu. Ngoài ra, cái tình trạng dịch tiết này cộng với tình trạng hoại tử biểu mô của các tiểu phế quản lân cận, chất nhầy, chất tiết do đáp ứng viêm tiết ra có thể dẫn đến tình trạng tắc nghẽn các tiểu phế quản lân cận. Trong trường hợp mà tắc nghẽn một phần thì sẽ dẫn đến tình trạng ứ khí hay gọi là bẫy khí. Nếu tắc nghẽn hoàn toàn thì sẽ dẫn đến tình trạng xẹp phổi, từ đó sẽ dẫn đến sự bất xứng giữa thông khí và tưới máu, dẫn đến tình trạng tăng CO2 máu và giảm oxy máu. Xét về nguyên nhân gây viêm phổi thì chúng ta sẽ chia ra làm hai nhóm, nhóm vi sinh và nhóm không vi sinh. Nhóm vi sinh thì ta lưu ý có thể là do siêu vi, do vi khuẩn, do ký sinh trùng hoặc vi nấm, đặc biệt là trên cơ địa suy giảm miễn dịch thì sẽ dễ nhiễm ký sinh trùng và vi nấm hơn là cơ địa không suy giảm miễn dịch. Còn nhóm không vi sinh thì chúng ta có thể viêm phổi do hít phải thức ăn trong quá trình ăn bú, hoặc thức ăn dò từ đường thở, đường ăn qua đường thở trên những đứa trẻ có bị dò thực quản khí quản, hoặc đứa trẻ sẽ hít gọi là vi hít do trào ngược dạ dày thực quản. Và đặc biệt nếu khi chúng ta nghĩ đến viêm phổi hít trên trẻ thì chúng ta phải lưu ý tới cái tình trạng nhiễm vi khuẩn kỵ khí ở vùng miệng. Trẻ có thể viêm phổi do dị vật, viêm phổi trong bệnh lý của bình cảnh từ miệng hoặc là do chất phóng xạ. Trên lâm sàng thì chủ yếu hôm nay chị sẽ dạy các bạn học chẩn đoán và điều trị viêm phổi do tác nhân vi sinh. Thì đối với điều trị viêm phổi do tác nhân vi sinh, vì điều trị ban đầu chúng ta không có cận lâm sàng có giá trị để chẩn đoán tác nhân vi sinh gây viêm phổi, mà chúng ta điều trị chủ yếu dựa trên tác nhân vi sinh thường gặp nhất theo lứa tuổi, dựa trên kinh nghiệm sử dụng kháng sinh mà chúng ta sẽ chọn kháng sinh ban đầu để điều trị cho đứa trẻ. Vì vậy, cái chuyện mà tác nhân vi sinh gây viêm phổi theo tuổi rất là quan trọng trong chẩn đoán và điều trị viêm phổi ở trẻ em. Thì chúng ta sẽ có các nhóm tuổi. Thứ nhất là sơ sinh, thì viêm phổi có thể do Streptococcus nhóm B, do vi khuẩn đường ruột gram âm, do siêu vi thì rất là ít gặp. Nhóm trẻ nhũ nhi thì thường gặp nhất là siêu vi, và viêm phổi do siêu vi các bạn sẽ gặp trên lâm sàng, thường là trong bệnh cảnh giống như là viêm tiểu phế quản vậy. Chúng ta có thể các tác nhân vi khuẩn khác, và trong đó có hai tác nhân vi khuẩn thường gặp nhất, đó là Streptococcus pneumoniae và Haemophilus influenzae. Mặc dù dạo gần đây do tỷ lệ chủng ngừa cao, cái viêm phổi do Haemophilus influenzae đã giảm, tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta vẫn còn gặp trẻ viêm phổi do Haemophilus influenzae, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi. Viêm phổi ở lứa tuổi này còn có thể do Staphylococcus aureus, đặc biệt trên những cơ địa trẻ mà có nhiễm trùng da kèm theo, thì các bạn cần lưu ý đến tác nhân này. Moracella catarrhalis thì chúng ta ít gặp hơn. Trong nhóm tuổi này, ở cái lứa tuổi mà từ 1 đến 6 tháng, các bạn cần lưu ý đến một cái bệnh cảnh lâm sàng chúng ta gọi là viêm phổi không sốt, có thể do hai tác nhân, nhưng hai tác nhân này thì sẽ có thái độ điều trị khác nhau.
đó là Chlamydia trachomatis và ho gà. Viêm phổi do Chlamydia trachomatis thì chúng ta có thể điều trị ngoại trú được, nhưng viêm phổi do ho gà thì chúng ta bắt buộc phải cho trẻ nhập viện theo dõi. Những slide sau chị sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để chúng ta sẽ phân biệt hai dạng bệnh này. Đối với trẻ từ 1 đến 5 tuổi thì chúng ta vẫn gặp siêu vi gây viêm phổi nhưng sẽ ít gặp hơn. Mà tác nhân hàng đầu chúng ta cần lưu ý đó là Streptococcus pneumoniae. Ngoài ra, đối với trẻ từ 1 đến 5 tuổi vẫn có thể gặp viêm phổi do tác nhân vi khuẩn không điển hình tới 30%. Đó là Mycoplasma pneumoniae hoặc là Chlamydia pneumoniae. Còn đối với trẻ trên 5 tuổi thì chúng ta đặc biệt lưu ý đến viêm phổi do vi khuẩn không điển hình mà nổi bật nhất và thường gặp nhất đó là Mycoplasma pneumoniae. Ngoài ra chúng ta có thể gặp phế cầu, Chlamydia pneumoniae và siêu vi. Đối với Việt Nam là vùng dịch tễ Lao, các bạn cần lưu ý đến viêm phổi do tác nhân vi khuẩn Lao. Và người ta thấy rằng mặc dù viêm phổi do tác nhân vi sinh ở trẻ em thường chỉ do một tác nhân gây ra, tuy nhiên chúng ta vẫn có một cái tỷ lệ đồng nhiễm lên tới khoảng 30%. Thậm chí đối với trẻ nhỏ, trẻ nhũ nhi, viêm phổi chủ yếu là do siêu vi, nhưng vẫn có tới 75% trẻ sẽ có đồng nhiễm thêm vi trùng. Về triệu chứng của viêm phổi, thì viêm phổi đó là một bệnh lý nhiễm trùng hô hấp dưới được biểu hiện bằng trên lâm sàng các bạn sẽ thấy em bé sẽ có sốt, ho, thở nhanh, thở co lẫm ngực và khám phổi chúng ta sẽ nghe ran. Ran thường sẽ là nghe ran phế nang, đó là ran ẩm, ran nổ. Nhưng đôi lúc nếu có sự tắc nghẽn của những tiêu phế quản lân cận, các bạn vẫn có thể nghe được ran ngáy, ran rít. Còn trên hình ảnh học, đặc biệt trên X-quang ngực thì các bạn sẽ thấy được hình ảnh thâm nhiễm phổi. Lâm sàng của viêm phổi ở trẻ em thường sẽ diễn tiến qua hai giai đoạn. Giai đoạn khởi phát với các triệu chứng không đặc hiệu như là sốt, ho, sổ mũi, thậm chí là trẻ có thể có xuất hiện triệu chứng tiêu hóa ban đầu như đau bụng, ói, tiêu chảy. Và khi giai đoạn toàn phát thì những triệu chứng tại phổi sẽ được thể hiện rõ hơn như là thở nhanh, thở co lẫm ngực, nghe phổi có ran, hoặc khám thấy những cái biến chứng của viêm phổi như là tràn dịch màng phổi, chúng ta sẽ gõ đục, chúng ta sẽ nghe phế âm giảm hoặc là khám thấy rung thanh giảm. Như vậy, trên lâm sàng, trước một em bé tới với chúng ta vì ho, vì khó thở, vì sốt, làm sao chúng ta chẩn đoán ra được trẻ bị viêm phổi? Dựa vào bệnh sử, trẻ sẽ có các triệu chứng như là sốt, ho, khó thở. Thăm khám lâm sàng, các bạn cần lưu ý. Thứ nhất, các bạn coi đứa trẻ có dấu hiệu nguy hiểm toàn thân hay không. Dấu hiệu nguy hiểm toàn thân này cần đánh giá như là trẻ có co giật hay không, có ly bì khó đánh thức hay không, có nôn tất cả mọi thứ hay không và có bỏ ăn hoặc bỏ bú hay không. Sau đó, các bạn sẽ quan sát những dấu hiệu của suy hô hấp, của gắng sức hô hấp ở đứa trẻ như là thở nhanh, thở co lẫm ngực, dấu hiệu của suy hô hấp như tím tái, thở rên, thở phập phồng cánh mũi. Tức là những dấu hiệu để xem trẻ có chỉ định thở oxy mà chúng ta cần phải cấp cứu liền hay không. Sau khi chúng ta đánh giá qua trẻ không cần cấp cứu, thì chúng ta mới khám toàn diện, chúng ta đếm nhịp thở trong một phút rồi thì chúng ta sẽ nghe phổi, coi có những ran phổi hay không, có ran phế nang, ran phế quản, nghe coi phế âm có giảm, có gõ đục, có xuất hiện những tiếng cọ màng phổi là những dấu hiệu để biểu hiện cái tình trạng viêm phổi có biến chứng hay không. Ngoài ra chúng ta cũng phải khám toàn diện đứa trẻ. Chúng ta lưu ý tìm những triệu chứng tại các cơ quan khác để gợi ý tác nhân. Ví dụ, nếu một em bé mà bị viêm phổi mà có kèm theo viêm tai giữa thì chúng ta sẽ gợi ý tác nhân nhiều đó là do viêm phổi, do Streptococcus pneumoniae hoặc viêm phổi do Haemophilus influenza. Còn nếu viêm phổi mà chúng ta khám, chúng ta thấy trẻ có nhiễm trùng da thì chúng ta cần đặc biệt lưu ý đến viêm phổi do Staphylococcus aureus. Như vậy, trên lâm sàng, những triệu chứng nào của một em bé đến với chúng ta thì sẽ có giá trị cho chúng ta để gợi ý chẩn đoán viêm phổi thì sẽ dựa vào cái gọi là Lyhood ratio. Đối với Lyhood ratio dương tính, có nghĩa là nếu đứa trẻ có những cái dấu hiệu này
Thì nguy cơ đứa trẻ bị viêm phổi so với đứa trẻ không có cái dấu hiệu này là gấp bao nhiêu lần? Ví dụ một đứa trẻ mà có dấu hiệu thở ren thì nguy cơ mà chúng ta có thể chẩn đoán, tức là nguy cơ đứa trẻ đó có cái dấu hiệu này thì cái khả năng là chúng ta chẩn đoán đứa trẻ đó viêm phổi thì nó gấp khoảng 2,8 lần so với đứa trẻ không có dấu hiệu viêm phổi. Thì quan sát trên cái bảng này các bạn sẽ thấy những cái dấu hiệu của tăng công hô hấp như là thở co lẫm ngực hoặc là thở rên thì có cái Langhans ratio dương tính cao hơn rất là đáng kể. Cái ran phổi thì nó có một cái độ dao động rất là cao tùy thuộc vào nghiên cứu, cái thở nhanh cũng vậy tùy thuộc vào nghiên cứu, tuy nhiên cái sốt thì các bạn thấy cái Langhans ratio positive nó rất là thấp. Vì 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 sốt nó chỉ là một cái biểu hiện toàn thân thôi. Nếu chúng ta viêm nhiễm ở bất cứ một cái cơ quan nào thì cơ thể chúng ta đều có thể biểu hiện sốt mà chúng ta sẽ không có đặc trưng cho cái chuyện là đó là cái biểu hiện do tổn thương tại đường hô hấp của chúng ta. Đối với cái thở nhanh thì do cái theo cái những cái nghiên cứu, nhiều nghiên cứu thì cái Reinhold ratio này á positive nó rất là cao, thậm chí là có thể lên đến 8. Và nếu không có thở nhanh thì cái Langhans ratio negative, tức là nếu không có thở nhanh thì đứa trẻ hầu như không có viêm phổi, thì thậm chí nó có thể lên đến 90%. Do đó cái triệu chứng thở nhanh này nó được coi giống như là triệu chứng nhạy và triệu chứng đặc hiệu mà Tổ chức Y tế Thế giới dùng để cho các bác sĩ lâm sàng có thể giúp chẩn đoán sớm một cái em bé bị viêm phổi khi đến với chúng ta vì lý do ho hoặc khó thở. Sau khi các bạn chẩn đoán đứa trẻ viêm phổi rồi thì các bạn phải xác định độ nặng của viêm phổi để mà tùy theo độ nặng của viêm phổi mà chúng ta sẽ có thái độ xử trí kịp thời. Thì các bạn có thể tham khảo những cái dấu hiệu ở trong cái bảng viêm phổi nặng này và các bạn lưu ý chỉ cần một trong những dấu hiệu mà nằm bên cái cột nặng hơn thì chúng ta sẽ phân độ viêm phổi nặng. Trong cái bảng mà phân độ viêm phổi nặng chúng ta sẽ có một cái gọi là khó thở nhẹ hay khó thở nặng, thì muốn biết được cái này chúng ta sẽ dựa trên cái bảng phân độ khó thở của Tổ chức Y tế Thế giới năm 1995. Về mặt chẩn đoán hình ảnh, các bạn lưu ý chẩn đoán viêm phổi ở trẻ em chủ yếu vẫn là chẩn đoán lâm sàng. Chẩn đoán hình ảnh thường chúng ta sử dụng nhất đó là X-quang ngực, nhưng chúng ta không chỉ định X-quang ngực thường quy cho mọi trẻ bị viêm phổi. Mặc dù độ nhạy và độ đặc hiệu của X-quang ngực rất là cao, độ nhạy 40 đến 80% và độ đặc hiệu là 40 đến 100%, nhưng vì cái độ nguy hiểm của chuyện anti X của cái việc chụp X-quang lên trên cái sức khỏe của một đứa trẻ đang lớn, đặc biệt là đối với lại cái hệ tàu máu của em bé trên một cái đứa trẻ đang trưởng thành và phát triển, cho nên chúng ta sẽ hạn chế chỉ định X-quang ngực rộng rãi mà chúng ta sẽ giới hạn cho một số chỉ định nhất định. Chẳng hạn thứ nhất đó là viêm phổi nặng hoặc viêm phổi có chỉ định nhập viện thì chúng ta cần phải chụp X-quang phổi để xem mức độ tổn thương nặng đến như thế nào, viêm phổi biến chứng nặng đến mức độ nào, có những biến chứng gì. Thứ hai, một đứa trẻ viêm phổi tái phát hoặc viêm phổi kéo dài thì chúng ta sẽ cho trẻ chụp X-quang phổi để tìm coi cái nguyên nhân nền gì khiến cho cái đứa trẻ này cứ viêm phổi tái đi tái lại hoặc viêm phổi kéo dài kém đáp ứng với điều trị như vậy. Hoặc một cái chỉ định khác chúng ta cho chụp X-quang phổi đó là loại trừ những nguyên nhân khác hoặc bệnh nền khác kèm theo. Chẳng hạn chúng ta nghi ngờ dị vật hoặc suy tim cũng có thể làm cho trẻ thở nhanh. Nếu nên lâm sàng có những dấu hiệu của hội chứng xâm nhập hoặc có những dấu hiệu của bệnh tim kèm theo, chúng ta muốn loại trừ rằng cái đứa trẻ thở nhanh, thở co lẫm ngực này là do bệnh tim chứ không do bệnh phổi thì có thể hỗ trợ giúp chúng ta chẩn đoán phân biệt bằng X-quang ngực. Hoặc trên một đứa trẻ mà vào với chúng ta là viêm phổi nhưng mà lâm sàng diễn tiến nặng lên hoặc không đáp ứng với điều trị sau 48 đến 72 giờ, chúng ta có thể chụp X-quang phổi cho trẻ để đánh giá tiến triển của tổn thương như thế nào cũng như là tìm xem có cái nền gì làm cho đứa trẻ bị viêm phổi mà kém đáp ứng với điều trị hay không. Có một đặc điểm cần lưu ý với các bạn đó là cái viêm phổi ẩn. Vì cái thụ thể ho ở phế nang rất ít cho nên cái đứa trẻ viêm phổi nó chẳng có thể nó cũng chẳng biểu hiện ho.
cũng như là độ nhạy và độ chuyên của cái triệu chứng thở nhanh không phải luôn luôn là 100%. Vì vậy sẽ có một số trường hợp đứa trẻ viêm phổi mà không có một biểu hiện lâm sàng gì của hệ hô hấp cả. Vì vậy người ta mới khuyến cáo rằng đối với trẻ từ 3 tháng đến dưới 36 tháng nếu có sốt trên 39 độ và chúng ta xét nghiệm máu có số lượng bạch cầu trên 20.000 tế bào trên 1 microlit, hoặc trẻ từ 3 đến dưới 10 tuổi mà sốt trên 38 độ thôi kèm theo một triệu chứng ho, có thể ho ít, có thể ho nhiều và có số lượng bạch cầu lớn hơn hoặc bằng 15.000 trên 1 micromol thì các bạn cần phải cho trẻ chụp phim phổi để tìm coi có bị viêm phổi ẩn hay không. Và một khi chúng ta đã điều trị viêm phổi rồi, chúng ta sẽ không dựa vào tiến triển của viêm phổi để quyết định ngừng kháng sinh hay thay đổi kháng sinh. Chúng ta không phải chụp phim phổi lại cho tất cả mọi trường hợp trẻ bị viêm phổi, mà chúng ta chỉ theo dõi X quang phổi trong một số chỉ định nhất định. Vì thứ nhất, giống như chị đã nói, cái ảnh hưởng, tức là cái tác hại của tia X đối với sức khỏe của trẻ em. Cái thứ hai là những dấu hiệu tổn thương trên X quang phổi, người ta thấy rằng tồn tại có thể xuất hiện, có thể tồn tại rất lâu, thậm chí là đến 6 tháng khi chúng ta sau khi chúng ta điều trị viêm phổi cho đứa trẻ. Nghĩa là triệu chứng tổn thương trên viêm phổi nó sẽ không có biến mất nhanh cùng với cái biểu hiện lâm sàng. Do đó đánh giá hiệu quả điều trị vẫn chủ yếu là đánh giá hiệu quả điều trị của lâm sàng. Như vậy, một số chỉ định theo dõi X quang ngực. Thứ nhất, đó là viêm phổi tiến triển hoặc không đáp ứng sau 48-72 giờ chúng ta điều trị. Thứ hai, đó là viêm phổi có biến chứng, tràn dịch màng phổi từ lượng vừa trở lên, hoặc có áp xe phổi, có viêm phổi hoại tử, hoặc đó là một cái viêm phổi tròn, hoặc bệnh nhân là viêm phổi tái phát thì chúng ta cần theo dõi X quang ngực. Siêu âm ngực dạo gần đây thì chúng ta nghe nói đến cái vấn đề siêu âm ngực có giá trị trong chẩn đoán viêm phổi nhưng vẫn chưa được sử dụng thường quy hoặc là sử dụng rộng rãi cho cái vấn đề đó. Nhưng siêu âm ngực sẽ có giá trị trong những trường hợp chẳng hạn như là tràn dịch màng phổi, tràn mũ màng phổi, áp xe phổi. Siêu âm ngực sẽ giúp chúng ta xác định cái chẩn đoán đó, đặc biệt khi các bạn nhìn trên X quang ngực với một vùng mờ đồng nhất, đặc biệt ở những cái vùng mà thấp như là vùng gốc sườn hoành, gốc tâm hoành, các bạn sẽ rất là khó phân biệt được cái đó là một cái vùng phổi đông đặc hay cái đó là một cái viêm phổi có biến chứng tràn dịch tràn mũ màng phổi kèm theo, thì hoặc là một cái áp xe phổi, thì các bạn có thể hỗ trợ chẩn đoán bằng cái siêu âm ngực. Ngoài ra siêu âm ngực còn có giúp cho chúng ta đó là định vị chọc giò màng phổi để chúng ta lấy dịch màng phổi phục vụ cho công tác chẩn đoán và điều trị. CT scan ngực. CT scan ngực chỉ được chỉ định khi nào viêm phổi có biến chứng hoặc chúng ta có nghi ngờ những cái bất thường giải phẫu kèm theo, chẳng hạn như viêm phổi đó là một cái viêm phổi trên nền tuyến khí bẩm sinh hay chúng ta nghi ngờ cái viêm phổi đó là viêm phổi mà tái phát. Không biết có một cái bất thường giải phẫu gì ngay cái chỗ đó hay không mà làm cho đứa trẻ có bị viêm phổi tái đi tái lại hoài chỗ đó, thì các bạn sẽ có chỉ định CT scan ngực. Các mô hình mà tổn thương phổi trên X quang ngực thì các bạn sẽ thấy có thể là chúng ta sẽ gặp ba cái kiểu hình tổn thương trên X quang ngực. Cái kiểu hình thứ nhất chúng ta gặp cái đó nó là viêm phổi thùy. Viêm phổi thùy là một cái vùng mờ đồng nhất giới hạn rõ ở một thùy phổi, không có kéo hoặc là đẩy những cái cấu trúc lân cận. Chúng ta có thể thấy được hình ảnh khí phế quản đồ, nhưng mà trong giai đoạn sớm thôi, giai đoạn sau khi hoặc là tình trạng mà đông đặc hoàn toàn phổi rồi, toàn bộ phế nang nó bị lấp đầy bởi dịch rồi thì chúng ta sẽ không còn thấy được hình ảnh khí phế quản đồ nữa. Cái mô hình thứ hai đó là mô hình của viêm phế quản phổi, thì chúng ta sẽ thấy là những cái vùng đông đặc rải rác xen kẽ với lại cái tổn thương phế quản, và thường cái tổn thương này nó sẽ xuất hiện ở vùng đáy của phổi. Mô hình thứ ba chúng ta có thể gặp tổn thương phổi trên X quang ngực đó là viêm phổi mô kẽ. Viêm phổi mô kẽ thì nó là mô hình dạng lưới nốt lan tỏa hai bên ha, và nó sẽ phân tán từ trung tâm ra ngoại vi của phổi.
Đây là một cái số lượng hình mà X-quang mà chị có thể cho các bạn coi. Chẳng hạn thứ nhất đó là viêm phế quản phổi, chúng ta sẽ thấy nó tập trung ở vùng đáy phổi. Thứ hai đó là cái viêm phổi thùy. Viêm phổi thùy có một cái đặc điểm, cái trường hợp này là một cái đông đặc một thùy, các bạn thấy nó mờ đồng nhất hết một cái nửa trên của phổi bên phải, nhưng mà cái khí quản nó vẫn còn y nguyên, nó không có đẩy hay bị kéo gì khí quản hết. Và chúng ta cũng thấy chẳng có thấy hình ảnh khí phế quản đồ đâu hết ha. Và nhưng chúng ta thấy có một cái hõm ở dưới này xuống, và cái này người ta gọi là cái dấu hiệu Bersenschein. Cái dấu hiệu này thường gặp trong viêm phổi do Leptospirosis pneumoniae. Bên này thì chúng ta thấy nó cũng là một cái vùng mờ, cũng không có kéo khí quản, nhưng mà nó lại cái kéo cái rãnh liên thùy của chúng ta hướng lên. Vậy khi chúng ta thấy một cái vùng mờ mà có kéo cái rãnh liên thùy lên thì chúng ta biết là nó có xẹp phổi ở trong này ha. Và ở đây là có cái hình ảnh khí phế quản đồ, đó là những cái đường mà các bạn thấy màu đen nằm trên cái vùng mờ màu trắng này, thì cái này chứng tỏ rằng cái tiểu phế quản ở trong cái vùng phổi này nó vẫn còn thông khí, người ta gọi là hình ảnh khí phế quản đồ. Đây là một cái trường hợp khác mà chị cho các bạn thấy hình ảnh khí phế quản đồ ha. Đây là một cái dạng viêm phổi thùy nhưng mà nó có biến chứng tạo bóng khí ở trong, và thường cái này là thường gặp nhất đó là do tụ cầu. Đây là cái kiểu hình của viêm phổi kẽ, các bạn sẽ thấy dạng lưới nốt này ha. Bên này cũng vậy, dạng lưới nốt. Đây là một cái dạng mà chúng ta thấy đó là viêm phổi tròn, các bạn thấy nó hình hơi tròn như vậy. Xét nghiệm máu. Xét nghiệm máu thì ít có giá trị trong chẩn đoán và điều trị viêm phổi. Tuy nhiên, nó vẫn có một cái giá trị nhất định trong một số trường hợp. Chẳng hạn, trong công thức máu chúng ta lưu ý số lượng bạch cầu. Nếu số lượng bạch cầu lớn hơn 15.000 với nitro thế thì chúng ta thường 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 gợi cho chúng ta rằng đó là viêm phổi do tác nhân vi khuẩn. Tuy nhiên các bạn lưu ý, do vi khuẩn không điển hình như Chlamydia pneumoniae, hoặc thậm chí là do virus như là adenovirus hoặc là cúm thì vẫn có thể tăng bạch cầu với lại nitro thế. Cái thứ hai hồi nãy chị có nhắc tới cái viêm phổi do Chlamydia trachomatis và viêm phổi do ho gà ở trẻ dưới 6 tháng, mặc dù trên lâm sàng cả hai bệnh cảnh do tác nhân này đều là viêm phổi không sốt. Nhưng nếu viêm phổi và là Chlamydia trachomatis thì chúng ta có thể điều trị ngoại trú nếu tổng trạng bé nhỏ tốt. Nhưng nếu viêm phổi mà do ho gà thì chúng ta bắt buộc sẽ phải cho trẻ nhập viện. Như vậy khi đó, ngoài cái bệnh sử gợi ý cho chúng ta như là kiểu ho hoặc là tiền căn xanh ngã âm đạo hay xanh mổ trong nhiễm Chlamydia trachomatis thì thường là gặp trên trẻ xanh ngã âm đạo, hoặc là tiền căn không chủng ngừa, chẳng hạn như trẻ chưa được chủng ngừa gì hết thì có nguy cơ bị ho gà, thì chúng ta công thức máu sẽ giúp chúng ta phân biệt hai cái này. Nếu công thức máu mà tăng chủ yếu là eosinophil thì sẽ thiên về là nhiễm Chlamydia trachomatis, còn nếu tăng công thức máu mà có tăng lympho bào thì chúng ta sẽ chẩn đoán đó là ho gà. Các mặt cơ viêm khác như CRP có giá trị ở trẻ em khi tăng trên 40 mg trên lít, hoặc là procalcitonin có giá trị khi tăng trên 0,5 nanogram trên ml, thì người ta đã nói rằng các xét nghiệm này không giúp phân biệt chắc chắn đó là nhiễm vi khuẩn hay là do siêu vi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chẳng hạn như là bệnh diễn tiến, chúng ta sẽ thấy là đứa trẻ tổng trạng vẫn tốt, sốt thì không có sốt cao lắm, thở không nhanh lắm, X-quang phổi thì nó lại biến thay đổi rất là chậm, mà cho nên là khi mà cái lâm sàng chúng ta không có đồng nhất với lại cái X-quang phổi, mà trong khi tổng trạng đứa nhỏ rất là tốt và thời gian điều trị kháng sinh chúng ta đã điều trị rất là nhiều ngày rồi, thì chúng ta có thể sử dụng procalcitonin như là một dấu chỉ giúp chúng ta quyết định ngừng kháng sinh hay tiếp tục điều trị kháng sinh. Nếu procalcitonin mà dưới 0,2 nanogram trên ml thì các bạn có thể ngừng kháng sinh. Về các xét nghiệm vi sinh,
Xét nghiệm vi sinh là xét nghiệm có giá trị nhất trong việc tìm tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, không phải chúng ta luôn có thể thực hiện được xét nghiệm vi sinh. Cái thứ nhất, cái thứ hai, kết quả của xét nghiệm vi sinh rất là lâu mà chúng ta không chờ kết quả của xét nghiệm vi sinh để chúng ta sẽ quyết định lựa chọn đứa nhỏ điều trị là có kháng sinh hay không có kháng sinh. Do đó, xét nghiệm vi sinh chúng ta sẽ có khuyến cáo điều trị trong một số trường hợp. Thứ nhất đó là viêm phổi nặng, viêm phổi cần nhập viện, viêm phổi có biến chứng hoặc là viêm phổi không đáp ứng với điều trị ban đầu. Các xét nghiệm vi sinh chúng ta có thể thực hiện được trên lâm sàng hiện nay. Thứ nhất là phết mũi sau, chúng ta sẽ PCR tìm tác nhân siêu vi hô hấp, hoặc chúng ta sẽ lấy mẫu dịch hút khí quản qua đường mũi, hoặc là lấy mẫu đàm ở trẻ trên 5 tuổi thì trẻ có khả năng khạc đàm được. Sau đó chúng ta làm các xét nghiệm vi sinh như là soi cấy tìm vi trùng, nhuộm chen sinh để tìm vi khuẩn lao, hoặc PCR tìm tác nhân gây bệnh có cả vi trùng và virus. Tuy nhiên, khi phân tích một cái mẫu NTA hoặc là một cái mẫu đàm, trước khi đọc kết quả thì các bạn cần phải coi coi mẫu đàm này có đạt chuẩn hay không. Mẫu đàm đạt chuẩn có nghĩa rằng mẫu đàm này chắc chắn là lấy đàm từ đường hô hấp dưới. Khi mẫu đàm nó có dưới 10 tế bào biểu mô lát, có tế bào trụ và có ít nhất là 25 bạch cầu đại nhân. Cái xét nghiệm mà giá trị nhất, đáng tin cậy nhất trong chẩn đoán tác nhân gây bệnh đó là soi cấy dịch rửa phế quản phế nang bằng cách nội soi phế quản, bơm rửa phế quản phế nang, và chúng ta sẽ lấy cái dịch đó ra để chúng ta soi cấy hoặc là làm PCR để tìm tác nhân gây bệnh, hoặc là thậm chí là nhuộm chinosin để tìm vi khuẩn lao. Tuy nhiên, đây là một cái xét nghiệm xâm lấn cho nên chúng ta rất là hạn chế sử dụng cho trẻ em. Đối với dịch dạ dày thì chúng ta có thể dùng dịch dạ dày để tìm vi trùng lao. Và câu hỏi dành cho các bạn rằng các bạn thử tìm hiểu coi lý do tại sao chỉ có vi khuẩn lao thì chúng ta lại có thể sử dụng bằng một cái mẫu bệnh phẩm mà liên quan đến đường tiêu hóa để tìm tác nhân gây bệnh của đường hô hấp. Đối với trong trường hợp đứa trẻ tràn dịch màng phổi từ lượng vừa trở lên, các bạn sẽ cho chọc dịch màng phổi để làm sinh hóa tế bào, giúp chúng ta phân biệt cái đặc điểm của tràn dịch màng phổi là dịch viêm hay dịch tiết, hoặc cũng như là gợi ý tác nhân gây bệnh. Ngoài ra chúng ta sẽ soi cái PCR tìm tác nhân gây bệnh cái mẫu dịch màng phổi chúng ta lấy được. Các bạn lưu ý cái máu trong trường hợp viêm phổi gây biến chứng nhiễm trùng huyết thì cái máu có khả năng phát hiện dương tính cao hơn. Tuy nhiên, nếu cái máu chỉ để tìm tác nhân gây viêm phổi thì tỷ lệ dương tính cực kỳ thấp, chỉ có 7% ở bệnh nhân nội trú và 3% ở bệnh nhân ngoại trú. Nên hầu như trong chẩn đoán tác nhân gây bệnh viêm phổi thì thường cái xét nghiệm cấy máu rất ít có giá trị. Tuy nhiên, nếu chúng ta cấy máu mà ra Staphylococcus aureus thì bắt buộc chúng ta phải cấy máu kiểm tra lại dù lâm sàng bệnh nhân tốt. Ngoài ra chúng ta cũng có thể dùng huyết thanh chẩn đoán để kiếm cái tác nhân Mycoplasma pneumoniae hoặc là Chlamydia pneumoniae. Đây là các chẩn đoán phân biệt cho viêm phổi mà các bạn cần lưu ý. Không phải một đứa trẻ nào vô với mình thở nhanh cũng là viêm phổi. Mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới lấy thở nhanh là một dấu hiệu để cho bác sĩ có thể nghi ngờ hoặc chẩn đoán viêm phổi để xử lý theo cái AMCA chúng ta đã học. Nhưng mà chúng ta cần lưu ý nếu thở nhanh không do sốt cũng có thể có những nguyên nhân khác, ví dụ như do trong bệnh nhân ruột cơn hen, bệnh nhân có bệnh lý tim mạch, có thở nhanh do tâm lý, do mất nước cũng thở nhanh, hoặc thở nhanh do toan chuyển hóa, đặc biệt trên trẻ tiêu chảy cấp có mất nước, trẻ vào toan thì có thể cũng thở nhanh. Còn nếu thở nhanh mà do sốt thì chúng ta cần lưu ý có thể là sốt làm cho trẻ thở nhanh chứ chưa hẳn chỉ là viêm phổi, hoặc thở nhanh trong bệnh lý của nhiễm trùng huyết. Sau khi chúng ta chẩn đoán viêm phổi xong, các bạn còn cần phải chẩn đoán đến cái gọi là cái biến chứng của viêm phổi để chúng ta có thái độ điều trị và xử lý kịp thời. Thứ nhất, chị sẽ chia cái biến chứng của viêm phổi lại ra thành ba nhóm. Thứ nhất là biến chứng tại hệ hô hấp, biến chứng toàn thân và biến chứng tại cơ quan khác ngoài đường hô hấp. Biến chứng tại hệ hô hấp thì chúng ta có là siêu hô hấp ha, tràn dịch tràn mũ màng phổi, có viêm phổi hoại tử áp xe phổi,
viêm phổi tạo kén khí hoặc tràn khí màng phổi do khí phế quản. Biến chứng toàn thân có là nhiễm trùng huyết nè, có hội chứng tán huyết, tăng ure máu, có hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp trong viêm phổi nặng. Những biến chứng tại cơ quan khác có nghĩa là vi trùng sẽ từ trong phổi đi theo đường máu để đi đến các cơ quan khác, gây nhiễm trùng các cơ quan khác kèm theo như là nhiễm trùng thần kinh trung ương, viêm tụy xương, viêm khớp, viêm nội tâm mạc hoặc viêm màng ngoài tim nhiễm trùng. Bây giờ điều trị thì nãy giờ chúng ta đã học cái chẩn đoán viêm phổi rồi. Các bạn cần lưu ý một đứa nhỏ vô với mình sốt, ho, khó thở thì chúng ta sẽ đầu tiên sẽ coi em bé này khó thở mức độ nào, có cần cấp cứu hay không, tức là có chỉ định thở oxy hay không, trẻ có dấu hiệu nguy hiểm toàn thân hay không, rồi sau đó chúng ta khám hệ hô hấp để tìm coi cái ho khó thở này có phải là do viêm phổi hay không, rồi chúng ta khám toàn thân để coi có những cái biến chứng khác, biến chứng toàn thân hoặc là biến chứng ngoài phổi, cũng như là khám toàn thân để tìm những cái dấu hiệu lâm sàng tại các cơ quan khác để gợi ý cho chúng ta tác nhân gây viêm phổi ở trẻ hay không. Thì khi điều trị cho một em bé bị viêm phổi, các bạn cần lưu ý thứ nhất có nghĩa là em bé này có cần cấp cứu hay không. Dấu hiệu cần cấp cứu là những cái dấu hiệu của chỉ định thở oxy. Lát nữa chị sẽ nói cho các bạn coi những dấu hiệu này cái chỉ định thở oxy. Rồi, cái thứ hai, chúng ta sẽ xét tới nếu trẻ không có chỉ định thở oxy thì trẻ có cần phải nhập viện hay không, hay trẻ có thể điều trị ngoại trú được. Rồi, sau khi trẻ có quyết định là nhập viện hay điều trị ngoại trú rồi, chúng ta sẽ có phương pháp điều trị đặc hiệu và điều trị nâng đỡ. Điều trị đặc hiệu thì chúng ta sẽ có là điều trị kháng sinh dành cho viêm phổi và vi trùng. Điều trị kháng siêu vi thì hiện tại chúng ta chưa có phương pháp cũng như là thuốc để đặc trị kháng siêu vi, trừ những trường hợp mà cúm nằm trong mùa dịch thì chúng ta mới có là thuốc kháng siêu vi cúm để mà chúng ta điều trị. Điều trị nâng đỡ thì chúng ta đặc biệt lưu ý đến vấn đề dinh dưỡng. Dinh dưỡng những đứa trẻ mà viêm phổi á, thì các bạn cần lưu ý là đứa trẻ nó sẽ ho, sẽ mệt, nó sẽ ăn uống kém lại, nhưng mà đôi lúc nó ho nhiều quá nó sẽ dễ bị ọc. Do đó các bạn cần phải giáo dục cho người nhà cái cách cho ăn, cho bú như thế nào để làm giảm cái nguy cơ ọc, nguy cơ hít thức ăn, hít sữa vào trong phổi của em bé. Các bạn sẽ phải dặn hướng dẫn cho người nhà cách cho em bé ăn uống để bù đủ nước và điện giải, rồi điều trị hạ sốt và giảm ho cho em bé. Như vậy, đây là những cái chỉ định thở oxy mà theo Tổ chức Y tế Thế giới năm 2016 đưa ra. Thì 6 cái chỉ định đầu bôi màu đỏ đó là 6 cái chỉ định thở oxy bắt buộc. Chỉ định thở oxy bắt buộc có nghĩa là khi em bé có những cái dấu hiệu này thì các bạn bắt buộc phải cho em bé thở oxy ngay. Còn những cái chỉ định mà màu xanh ở dưới á, thì là người ta gọi là chỉ định thở oxy tương đối. Tuy nhiên chỉ định thở oxy tương đối này nó không có nghĩa rằng các bạn muốn cho thở thì cho, còn không cho thở thì không. Mà chỉ định thở oxy tương đối này thí dụ có nghĩa là nếu hai đứa trẻ vô cùng bị viêm phổi và có chỉ định thở oxy hết mà chúng ta lại bị gọi là hạn chế, hoặc là lúc đó chúng ta thiếu phương pháp để hỗ trợ oxy cho em bé, thì chúng ta sẽ ưu tiên cho em bé có chỉ định tuyệt đối hơn để chúng ta quyết định ưu tiên cho em bé này hơn. Còn em bé này thì chúng ta sẽ ưu tiên ít hơn thôi. Nhưng mà chúng ta, nếu chúng ta có sẵn phương tiện hỗ trợ oxy thì chúng ta cũng nên cho em bé hỗ trợ oxy sớm luôn. Đây là chỉ định nhập hồi sức cấp cứu ha. Nếu trẻ lơ mơ, tăng công thở và hoặc kiệt sức kèm theo có dấu hiệu của tăng CO2 máu, hoặc trẻ suy hô hấp mà chúng ta phải thở SpO2 lớn hơn 50% để có thể đạt được SpO2 trên 92%, hoặc chúng ta đánh giá là trẻ có cơ ngưng thở hoặc thở chậm một cách bất thường, có nghĩa là sắp ngưng thở rồi đó, hoặc đứa trẻ có dấu hiệu sốc thì chúng ta phải cho vào nhập ICU. Rồi, vậy khi đứa trẻ không có chỉ định cần phải cấp cứu rồi thì chúng ta sẽ xét đến coi đứa trẻ có chỉ định nhập viện hay không. Vậy khi nào trẻ có chỉ định nhập viện? Trẻ có chỉ định nhập viện là thứ nhất là tất cả trẻ viêm phổi dưới 2 tháng chúng ta sẽ coi như viêm phổi nặng và phải nhập viện. Ngoại trừ đó là viêm phổi mà lâm sàng rất là tốt và chúng ta nghĩ rằng đó là viêm phổi do Chlamydia trachomatis hoặc viêm phổi do siêu vi. Nhưng chúng ta cần lưu ý là phải là tổng trạng đứa nhỏ thật là tốt,
và gia đình có khả năng chăm sóc đứa nhỏ tại nhà thì chúng ta mới có thể cho điều trị ngoại trú. Thứ hai là viêm phổi, và chúng ta phân độ đó là viêm phổi nặng. Viêm phổi mà sẽ có mất nước và không thể bù dịch qua đường miệng được thì chúng ta cũng phải cho nhập viện. Viêm phổi mà có vẻ mặt nhiễm trùng nhiễm độc, tức là đứa trẻ này viêm phổi có biến chứng nhiễm trùng huyết đó, hoặc là viêm phổi nếu chúng ta lâm sàng nghi là do tụ cầu, do streptococcus nhóm B hoặc là do ho gà thì chúng ta phải cho nhập viện cho dù lâm sàng nhẹ. Nếu viêm phổi thất bại với điều trị ngoại trú hoặc viêm phổi xảy ra trên cơ địa có nguy cơ nặng như là sinh non, suy giảm miễn dịch, có tim bẩm sinh, có bệnh lý thần kinh cơ thì chúng ta sẽ cho trẻ nhập viện. Có một chỉ định tương đối mà chị cho nghiên, có nghĩa là gia đình không thể chăm sóc theo dõi trẻ tại nhà, mặc dù lâm sàng trẻ không nặng, nhưng nếu gia đình không thể chăm sóc theo dõi trẻ tại nhà để mà tái khám theo hẹn của bác sĩ thì các bạn cũng nên cho trẻ nhập viện để mà theo dõi. Rồi điều trị đặc hiệu thì chúng ta sẽ nói về vấn đề kháng sinh thôi ha. Thì kháng sinh các bạn lưu ý, kháng sinh chỉ để điều trị viêm phổi do vi khuẩn. Kháng sinh đầu tiên thì thường là theo kinh nghiệm. Và theo kinh nghiệm là như thế nào? Chúng ta sẽ dựa vào các tác nhân vi sinh mà hồi nãy chị đã dạy các bạn. Theo lứa tuổi chúng ta sẽ, rồi thứ nhất là theo lứa tuổi, thứ hai là theo bệnh cảnh lâm sàng, thứ ba là theo những cái tổn thương đặc điểm trên tổn thương X quang mà chúng ta sẽ gợi ý đến tác nhân vi trùng nào chúng ta đang nghĩ tới để mà chúng ta quyết định chọn thuốc kháng sinh cũng như là thời gian điều trị kháng sinh cho phù hợp. Về nguyên tắc chung thì nếu viêm phổi không biến chứng, tổng thời gian điều trị là 7 đến 10 ngày. Nếu viêm phổi có biến chứng tràn dịch hoàng trà mũ thì 2 đến 4 tuần, viêm phổi hoại tử thì 4 tuần. Hoặc là các bạn điều trị đến khi nào bệnh nhân hết sốt thì thêm 2 tuần kháng sinh nữa. Còn nếu viêm phổi mà có biến chứng áp xe phổi thì chúng ta cần phải lưu ý, đó là chúng ta phải điều trị 4 tuần kháng sinh chích, hoặc điều trị cho đến khi trẻ hết sốt cộng thêm 2 tuần kháng sinh chích nữa thì chúng ta mới chuyển qua 4 đến 8 tuần kháng sinh uống. Về điều trị nội trú, chúng ta sẽ phân ra làm hai nhóm đối với trẻ dưới 2 tháng. Nếu điều trị viêm phổi cho trẻ dưới 2 tháng thì viêm phổi ở trẻ dưới 2 tháng các bạn lưu ý, đó là viêm phổi nặng và chúng ta phải điều trị kháng sinh phối hợp. Các bạn sẽ xài cephalosporin thế hệ 3, và đối với trẻ dưới 2 tháng các bạn sẽ ưu tiên xài cefotaxime và cộng với lại xanthimycin. Còn nếu lâm sàng các bạn nghi ngờ tụ cầu thì các bạn sẽ xài oxacillin cộng với xanthimycin, và lưu ý nếu là lâm sàng nghi ngờ tụ cầu còn nhạy methicillin thì chúng ta mới xài oxacillin. Còn đối với 2 tháng cho đến 5 tuổi thì các bạn lưu ý, kháng sinh hàng đầu chúng ta để điều trị vi khuẩn, chúng ta đã nói là vi khuẩn thường gặp nhất là phế cầu ha, thì vẫn là penicillin hoặc là ampicillin. Tuy nhiên để mà chúng ta lựa chọn cái kháng sinh này thường chúng ta phải đạt được các tiêu chuẩn sau, đó là trẻ phải trúng ngừa phế cầu đủ, sống ở vùng có tỷ lệ phế cầu kháng thuốc thấp, phải thỏa hai tiêu chuẩn này thì chúng ta mới xài penicillin hoặc là ampicillin. Còn nếu như trẻ không chủng ngừa đủ, hoặc lâm sàng nặng, hoặc sống ở vùng có tỷ lệ phế cầu kháng thuốc cao, thì kháng sinh hàng đầu để điều trị cho viêm phổi nhập viện ở trẻ từ 2 tháng đến 5 tuổi, đó là cephalosporin thế hệ thứ 3. Và các bạn nhớ hồi nãy, đối với trẻ từ 1 tuổi đến 5 tuổi, trẻ vẫn có cái khả năng là 30% nguy cơ là đồng nhiễm thêm vi khuẩn không được kỵ khí. Do đó, nếu các bạn điều trị cephalosporin thế hệ thứ 3 cho viêm phổi do tác nhân điển hình, tức là phế cầu hoặc là HI, mà các bạn thấy lâm sàng đáp ứng không tốt thì các bạn sẽ xem xét thêm macrolide cho bệnh nhân. Còn nếu như lâm sàng các bạn nghĩ viêm phổi này là do tụ cầu còn nhạy methicillin thì các bạn sẽ phải xài cephalosporin thế hệ thứ 3 cộng với lại oxacillin từ đầu. Còn nếu các bạn nghi đó là tụ cầu do tụ cầu kháng methicillin MSA thì các bạn không xài oxacillin mà các bạn sẽ xài vancomycin. Và đối với lứa tuổi này thì chỉ nhắc lại thì các bạn sẽ cần lưu ý đến cái chuyện ho gà ha. Ho gà thì mình cần phải có kháng sinh điều trị riêng cho ho gà. Và ngoài ra thì ho gà chúng ta còn cần phải cách ly nữa để giảm lây lan cho những cái em bé xung quanh nữa ha. Đối với trẻ trên 5 tuổi, viêm phổi mà nhập viện á,
Thì chúng ta cũng như vậy, nếu trẻ chủng ngừa đủ và sống ở vùng dịch tễ có tỷ lệ phế cầu kháng thuốc thấp thì các bạn có thể lựa chọn penicillin G đầu tiên. Nhưng nếu trẻ viêm phổi nặng hoặc sống ở vùng có tỷ lệ phế cầu kháng thuốc cao thì các bạn sẽ xài cephalosporin thế hệ thứ ba đầu tay. Và các bạn ghi nhớ là đối với trẻ trên 5 tuổi thì các bạn sẽ phải luôn luôn xài macrolide kèm theo. Trong trường hợp mà trẻ viêm phổi nặng mà cần phải nhập ICU thì các bạn lưu ý các bạn sẽ xài đồng thời đến 3 loại kháng sinh. Đó là vancomycin, cephalosporin thế hệ thứ ba và macrolide. Nếu như lâm sàng các bạn có nghi ngờ thêm tụ cầu thì nếu là tụ cầu mà bạn nghĩ là tụ cầu kháng methicillin á, thì các bạn có thể thêm oxacillin cũng được. Còn nếu không thì vancomycin này nó cũng hầu như nó cũng đã đánh được cả tụ cầu kháng thuốc và nhảy thuốc cho các bạn rồi. Và trong mùa dịch cúm, nếu như trẻ nặng mà phải nhập ICU thì các bạn cần lưu ý phải cho thuốc kháng cúm là Tamiflu ha. Đây là cái bảng mà kháng sinh nội trú mà chị tổng kết lại cho các bạn. Còn đối với lại viêm phổi ngoại trú, nghĩa là giờ trẻ không cần nhập viện nữa và các bạn cho trẻ về, thì các bạn sẽ cho trẻ uống uống thuốc kháng sinh. Thì hàng đầu chúng ta chọn đó là amoxicillin, liều cao ha, 80 đến 100 mg để ký một ngày chia 3, và đây là liều tối đa là 4 gram một ngày. Nếu trẻ bị dị ứng với amoxicillin hoặc là chúng ta không có amoxicillin để chúng ta điều trị cho trẻ thì chúng ta có thể cho thêm các loại thuốc khác như là sevoxacin, cetirizine, ciprofloxacin hoặc ceproxyl. Các bạn lưu ý các loại kháng sinh có thể thay thế cho amoxicillin trong điều trị ngoại trú nha. Vì thông thường các bạn hay quên những cái kháng sinh này và chúng ta sẽ chọn những cái kháng sinh không phù hợp cho viêm phổi. Đối với viêm phổi không sốt Chlamydia trachomatis thì chúng ta sẽ dùng macrolide. Chỗ này các bạn cần lưu ý, đối với ho gà chúng ta thêm macrolide nhưng không bao giờ chúng ta điều trị ngoại trú cho viêm phổi do ho gà. Còn đối với trẻ mà viêm phổi trên 5 tuổi thì điều trị ngoại trú chúng ta sẽ xài macrolide. Macrolide uống ngoại trú có thể điều trị cả vi khuẩn không điển hình và cả phế cầu trong trường hợp chúng ta điều trị ngoại trú. Và nếu chúng ta không có macrolide thì chúng ta có thể thay thế bằng levofloxacin, và chúng ta sẽ tái khám lại bệnh nhân sau 24 đến 48 giờ và chúng ta sẽ đánh giá hiệu quả của kháng sinh sau 48 đến 72 giờ. Và đây là cái bảng về liều kháng sinh để chúng ta điều trị ngoại trú cho trẻ viêm phổi. Bây giờ chúng ta điều trị viêm phổi cho trẻ nhập viện xong rồi thì khi nào chúng ta sẽ cho trẻ xuất viện? Chúng ta có cần phải chờ cho tới khi trẻ đủ hết 7 đến 10 ngày kháng sinh hay không? Hay là chúng ta có thể cho trẻ xuất viện sớm hơn? Thì một đứa trẻ chúng ta thấy rằng chúng ta có thể cho trẻ xuất viện chuyển từ kháng sinh chích qua kháng sinh uống, miễn sao chúng ta duy trì đủ thời gian kháng sinh theo quy định. Đặc biệt đối với viêm phổi mà có biến chứng viêm phổi hoại tử hoặc là áp xe phổi thì các bạn cần lưu ý đến thời gian kháng sinh chích cho chị ha. Tiêu chuẩn xuất viện là thứ nhất, đó là khi trẻ cải thiện tổng thể, tức là tổng trạng tốt, cải thiện sinh hoạt, ăn uống được tốt, hết sốt ít nhất là 12 đến 24 tiếng. Thứ hai, trẻ có thể duy trì được SpO2 tốt khi thở khí trời ít nhất là 12 đến 24 tiếng. Trạng thái tinh thần ổn định, có thể sinh hoạt, chơi, nói chuyện là như ban đầu. Trẻ có thể dung nạp với kháng sinh đường uống, nghĩa là chúng ta sẽ chuyển từ kháng sinh chích qua kháng sinh uống, vì chúng ta phải đảm bảo rằng trẻ có thể uống thuốc được và có thể dung nạp với kháng sinh đường uống được thì chúng ta mới chuyển. Và đối với trường hợp mà viêm phổi có tràn dịch màng phổi, tức là có dẫm lưu màng phổi, thì nếu lâm sàng của trẻ không diễn biến xấu sau khi chúng ta rút ống dẫn lưu được ít nhất là 12 đến 24 tiếng thì chúng ta cũng có thể chuyển qua kháng sinh uống để cho trẻ về. Giờ chúng ta sẽ phòng bệnh ha, vì cái tính nguy hiểm của viêm phổi, vì cái gánh nặng về bệnh tật và tử vong của viêm phổi rất là nặng, do đó phòng bệnh vẫn là tốt hơn chữa bệnh ha. Vậy thì chúng ta sẽ phòng bệnh như thế nào? Chúng ta sẽ giáo dục chăm sóc tốt thai sản. Chăm sóc tốt thai sản ở chỗ này có nghĩa là trong thời gian mang thai bà mẹ cần có sức khỏe tốt, theo dõi thai kỳ tốt để mà không có sinh con non tháng, không sinh con nhẹ cân, cũng như là trong trường hợp mang thai kỳ bà mẹ cần chủng ngừa đầy đủ để tạo ra cái miễn dịch
thụ động cho đứa trẻ, bảo vệ đứa trẻ nhờ những cái kháng thể mà mẹ truyền qua cho đứa trẻ qua nhau thai cũng như là qua sữa mẹ. Phải đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ cho đứa trẻ, bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, ăn dặm đúng và đủ để đảm bảo đủ năng lượng cho trẻ phát triển thể chất tốt, chủng ngừa đầy đủ, vệ sinh môi trường sống sạch sẽ, đặc biệt là không có khói thuốc lá. Chăm sóc đứa trẻ phải rửa tay thường xuyên. Rửa tay là một cái phương pháp cực kỳ đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả trong phòng ngừa lây bệnh các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là trẻ em ha. Chúng ta sẽ phải chẩn đoán và điều trị sớm viêm phổi, điều trị một cách hiệu quả và kịp thời. Chúng ta sẽ giảm thiểu các tác dụng phụ của thuốc, giảm tình trạng nhiễm trùng bệnh viện và các tai biến y khoa. Đây là một các phương pháp để phòng bệnh viêm phổi ở trẻ em. Về kết luận lại thì viêm phổi là một nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ em dưới 5 tuổi. Viêm phổi vì cái tính nguy hiểm của viêm phổi mà viêm phổi cần được chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả. Biểu hiện lâm sàng mà đáng tin cậy để chẩn đoán viêm phổi đó là tình trạng tăng công hô hấp, biểu hiện bằng thở nhanh, thở co lẫm ngực. X-quang ngực thì có độ nhạy và độ đặc hiệu cao trong chẩn đoán viêm phổi, tuy nhiên không chỉ định rộng rãi X-quang ngực để chẩn đoán viêm phổi. Điều trị viêm phổi do vi khuẩn thì sử dụng kháng sinh ban đầu chủ yếu dựa vào lứa tuổi và triệu chứng lâm sàng để mà gợi ý tác nhân gây viêm phổi thường gặp nhất để chọn kháng sinh phù hợp. Dinh dưỡng tốt, chủng ngừa đầy đủ và vệ sinh môi trường sống để giúp giảm nguy cơ gây viêm phổi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.